Xin chào bác nhé. Đây, hôm nay em ngâm sâm ngọc linh và mật ong rừng đây các bác nhé. Em đang đổ rất chi là nhiều để ngâm sâm với cả ngọc linh với cả mật ong rừng. Và các bác nào cần inbox cho em nhé. Đây, sâm già cân luôn nhé các bác nhé. Đấy. Em bác nào cần nhu cầu dùng sâm ngọc linh ngâm mật ong hãy alo em inbox em nhé. Loại này cực kỳ tốt, ngăn ngừa tế bào ung thư, chậm phát triển ung thư nhé, nhất rất tốt cho người già và trẻ nhỏ như các bác nhé. Ai cần thì inbox cho em. Số điện thoại 0978410059.